người thấy cuộc sống là bị tiêu cực quá thiệt. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. Cho tôi chén cơm ngon qua ngày, kiếm sống tháng năm chẳng đủ đầy. Nợ đần lâu năm bao vây, thức đêm lẫn cả ngày, loay hoay chai sần đôi cánh tay. Đang chạy tốc độ quá là kinh, phải mở ba lô mở sách lấy cái bút highlight, ghi vào cây sân trường hai hóa thân thành trần bài.
hỏi điều kiện khi bỏ tính trước tâm. Mọi câu hỏi được đưa ra cần tỉnh táo tập trung, đặt tâm trí đúng vị đúng chỗ cho đỉnh cao chập trùng. Bỗng dưng được trao ý tưởng vào não và tạo trình cao xuất chúng. Adrenaline đưa bơm vào tim bắt đầu kích thích hệ thần kinh. Ý chí nhất quán thì chất xám được sản sinh. Không chờ lại kiến thức nào học cả phần phụ và phần chính. Nhận ra giới hạn mình lớn hơn những gì mình từng nhận định. Thì ngay lên trường luôn mang đôi Jordan Air, Milo Dynamite uống vào sự tập trung đôi đẹp trai. Đưa tay lên bài thi, đưa tay lên đầu tiên, thứ gì theo đường riêng nghe xong là ghi xong đầu tiên. À, tỉnh hết cả người năng lượng đang tràn ra, không có chỗ đứng cho hai hạng ba. Mục tiêu duy nhất là huy chương vàng và loại bỏ mang theo duy nhất luôn là bảng hà. Anh